Xin chào cô bác anh chị và các bạn hôm nay ngày mùng 2 tháng 4 2021 chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ giá điều cho cô bác anh chị và các bạn à, giá điều mà ngày 2 tháng 4 bà con chia sẻ như sau ở Đức liệu Bù Đăng là 25.000 đồng trên một kg hạt điều tươi đồng tâm là 24.500 đồng trên một ký thuận lợi là 25.000 đồng trên một ký ở Đức Hạnh thì Đức Hạnh thuộc Phước Long của các anh chị thì có chỗ là 25.000 đồng trên một ký có chỗ bà con chia sẻ là 26.500 đồng trên một ký ở Tân Hành Đồng Xoài là 24.000 đồng trên một ký ở ấp sắc Xi, si, Tân phước là 23.500 đồng trên một ký ở đồng nai bù đăng là 24.500 đồng trên một ký ở Lâm Đồng thì ở Lâm Đồng thì có bà con chia sẻ là có nơi là 25 000 à, 200 đồng trên một ký, có nơi 26 000 đồng trên một ký và có nơi cao nhất là 27 500 đồng trên một ký. Ở Long Hưng là 25 500 đồng, ở Đồng Phú là 23 200 đồng. Ở Con Tâm thì cao nhất là 25.000 đồng trên một ký à, con tôm thì cũng có bà con chia sẻ có nơi thì 22.000 đồng trên một ký hạt điều tươi có nơi thì cũng rất là hấp là 18.000 đồng trên một ký và cao nhất ở con tâm là 25.000 đồng trên một ký Long Hà Phú Riền 25.500 đồng trên một ký Bình Thắng Bù Gia Mập 25.000 đồng trên một ký Phước Tân là 25.500 đồng trên một ký Gia Lai thì có chỗ bà con bán được 23.000 đồng trên 1 kg à, Có chỗ à, cao nhất thì được 26.500 đồng trên 1 kg Ở Đăng Hà thì 26.000 đồng trên 1 kg Bình Thuận thì có bà con chia sẻ là 29.500 đồng trên 1 kg Bù Na, Bù Đăng là 25.500 đồng trên 1 kg Phú Nghĩa là 25.500 đồng trên 1 kg Trảng Bơm là 25.000 đồng trên 1 kg ở xã Bù Gia Mập 25.000 đồng trên một ký. ở tỉnh Đồng Nai thì có bà con chia sẻ là 24.500 đồng trên một ký. ở Hôn Một Minh Hưng Bù Đăng là 25.300 đồng trên một ký. Bình Minh Bù Đăng là 25.000 đồng trên một ký. ở Cát Tiên là 24.700 đồng trên một ký. Đa Kia là 25.200 đồng trên một ký cây đa Phú Vân là 25.800 đồng cho 1 kg. Ở Hôn Ba Bình Minh 24.500 đồng cho 1 kg. Tân Phước Đồng Phú 23.500 đồng cho 1 kg. Phú Nghĩa 25.800 đồng cho 1 kg. Đất nông thì có nơi bà con bán được với giá là 22.500 đồng. Và ở Kiến Đức Đất Nông À, cũng à, bà con bán cũng với giá là 22.500 đồng ở Sơn Hòa Thọ Sơn 24.000 đồng và cũng có khu vực Gia Lai à, cũng à, thuộc thịt Gia Lai có bà con bán được giá cũng khá cao là 26.500 đồng h nhất Bù Đăng thì 27.000 đồng bom bo 25.000 đồng Long Hà Phú Riền 26.500 đồng và cũng có một địa điểm ở Đức Hạnh là 26.500 đồng Đức Hạnh là thuộc huyện Phước Long nha cô bác anh chị. Hôn 7 Đức Liễu Bù Đăng thì 24.500 đồng. Hôn 5 xã Đăng Hà là 26.000 đồng. Đất nhau là 24.700 đồng. Ở hôn 5 Bào Cát là 26.000 đồng. Hôn 1 Đức Liễu là 24.000 đồng.

sao Bộng 25.000 đồng, đồng tiến 24.000 đồng. Bù Gia Phúc Phú Nghĩa 25.700 đồng, và Quảng Tính 23.000 đồng. Và ở Hôn Ba Đồng Nai Bù Đăng là 24.500 đồng, Quảng Tính thuộc Đất Nông á, là 23.000 đồng đó của anh chị. Lâm Đồng thì giao động từ 25 đến 27 000 đồng của cô bác anh chị. À, và bình thắng bình long là 24 500 đồng. Ia Rai Gia Lai 24 000 đồng. Định Quán Đồng Nai 25 000 đồng. Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu 27 200 đồng. E Hờ Leo Đắk Lắc huyện E Hờ Leo tỉnh Đắk Lắc là 26 000 đồng. E Súp Đắk Lắc thì được 25 000 đồng và cũng có khu vực đất nông nữa thì bà con bán giá là 25.500 đồng dầu dây Đồng Nai là 25.000 đồng Lộc Tấn Lộc Ninh là 24.200 đồng Lộc Thành Lộc Ninh là 24.500 đồng à, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ xong giá điều à, của ngày 2 tháng 4 à, cảm ơn bà con à, đã À, ủng hộ và gửi à, những thông tin giá điều mà bà con bán hàng ngày à, cũng mong bà con tiếp tục ủng hộ À, chúng tôi à, chia sẻ những thông tin mà bà con bán điều thực tế hàng ngày à, đến à, hết mùa vụ điều năm nay 2021 thì chúng tôi à, à, nghĩ mùa điều thì cũng không kéo dài à, bao lâu à, khoảng chừng 2 à, tháng là à, là hết. À, cảm ơn cô bác anh chị à, đã quan tâm theo dõi. À, kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào video à, giá điều ngày mai.